Chào mừng các bác đã quay trở lại video mới nhất của Hàng Aldo. Thì nay cũng là một ngày khá là bận rộn của Hàng. Một số thì anh em thì vẫn đang đi tiến hành đi lắp đặt cho các bác những bộ combo tại nhà. Thì ở nhà thì vẫn đang cật lực đóng hàng để kịp hàng gửi đi, các bác có thể nhận được sớm nhất có thể. Hôm nay thì gần như là có đầy đủ các mặt hàng như là súp, loa, cây nó 12 này. Cây nó 12 hôm nay thì đi cũng số lượng rất là lớn. Và hiện tại thì bên em vẫn đang có những mẫu nâng tiếng của TD, nâng tiếng nhập khẩu chính hãng TD Acoustic CB900 nhá. Bác nào đang quan tâm đến những mẫu nâng tiếng hay là muốn tìm hiểu gì về những mẫu nâng tiếng được nhập khẩu chính hãng từ công ty thì có thể liên hệ đến Hoàng này. Đóng hàng này, Canon 12. Cái này hàng bảo hành này. Đấy, rất là nhiều những mặt hàng, rất là nhiều những kiện hàng được chuẩn bị được lên đường. Passion 12, Canon 12 thì rất là nhiều nhá. Canon 12 số lượng cực kỳ nhiều. Súp B3 hàng gọi địa chung B3717 này. Trong đây thì đang đóng một số cục súp của EV Pro 150S. 150S thì hôm nay lên đường tận 5 cục. Hôm nay lên đường 5 cục 150S và SV5K. S15K đây. Em vừa tiến hành test xong hết rồi, chuẩn bị đóng hàng gửi đi thôi. Bảo hành đầy đủ nhá. Đối với tất cả những sản phẩm của EV Pro thì sẽ hỗ trợ bảo hành trọn đời cho các bác luôn. S15K giá là 6.500.000 đồng. 150S giá 4.3 triệu. Nào này, trong xốp nhá, ngoài xốp rất là nhiều lớp xốp chắc cực kỳ là chắc chắn. Giờ các bác hoàn toàn yên tâm về chất lượng thì các bác hàng đến tay các bác. B3717 này. K512 đợt này thì bên em vừa mới về được một lô mới và đang có chương trình giảm giá rất là sâu. Bên cạnh đó thì còn những mẫu sản phẩm hàng bãi như là Passion, JBL Passion hay là 506 Saken. 506 Saken thì cũng mới về được 50 con. Hàng mới khoảng trên 90% và bốt Hồng Kông Series 3 301. Rất là nhiều những mẫu sản phẩm hàng bãi nhá. Nếu là bác nào đang quan tâm gì đến sản phẩm bãi hay là hàng nhập khẩu chính hãng từ công ty thì có thể liên hệ trực tiếp đến Hoàng Hà qua số điện thoại 0967 345 155 để bên em tư vấn và đặt hàng nhá. Và có thể phối ghép cho các bác những bộ combo hay nhất và cho ra chất lượng tốt nhất mà mức giá lại tầm trung trong tầm tiền thôi. Rất là nhiều những mức giá, có những bộ combo mà em đã phối kết hợp chỉ có khoảng 10 triệu, trên 10 triệu một chút. Đấy, và có những bộ combo cao cấp hơn, giá thành sẽ cao hơn, chất lượng tốt hơn. Rất là chắc này. Bác nào đang quan tâm sản phẩm gì thì liên hệ ngay với Hàng Aldo để có thể đặt hàng ngay nhá. Hiện tại thì bên em cũng đang về rất là nhiều những mẫu sản phẩm loa cây hay là vang cơ lên số đẩy liền vang của EV Pro đẩy rơi. Rất là nhiều mẫu sản phẩm và đợt này thì đang có những chương trình giảm giá rất là sâu. Nói qua một chút về con S15K nhỉ. Đây là một trong những phân khúc Super 40, phân khúc cao cấp của EV Pro, giá là 6.500.000 đồng. Lô EV Pro, mã QR trang web công ty. Phần e căng thì đã được thiết kế tràn viền hết rồi. Lỗ tông hơi được đặt phía trong nhá, khá là kín. Logo mẹ vàng EV Pro. Và phần trên đây thì sẽ có một cái phần lô EV Pro được hạ cấp ở phần mặt trên của súp. Toàn bộ thì được phủ sơn sần đen, đầy đủ tem niêm phong bảo hành hay là những cái phần tay sách ở hai bên này, tem niêm phong bảo hành. Tay sách thì được thiết kế cực kỳ là đẹp, rất là sang trọng đúng không ạ? Công suất của những cục súp S15K này thì rất là lớn rồi. Các bác có thể chơi trong những khoảng không gian từ 80m² đổ lại. Công suất max của nó là 1600W. Số seri đầy đủ nhá. 220V, 50-60Hz. Từ 950 đến max là 1600W. Đấy, đầy đủ thông số của súp này. Về phần đằng sau này, tỏa nhiệt rất là to. Đặc biệt đối với cái dòng súp S15K này thì được sử dụng sờ sơ ken. Và tất cả những mẫu súp của EV Pro thì sẽ đều hỗ trợ bảo hành cho tất cả các bác. Thùng này. Đấy, còn 150S giá là 4.300.000 đồng. Tem chính hãng công ty, mã QR, EV Pro, tem bảo hành, sơn sần đen. Đấy, dòng này là 4.300.000 đồng. Về mạch đằng sau, con số công suất max của nó là 1500W. Và 1000 đến 1500W này. Volume này. Đấy, toàn bộ về phần bộ mạch đằng sau của súp. Tất cả những bộ súp của EV Pro thì đều được sử dụng bằng linh kiện chân đồng và nguồn xuyến đồng 100% nhá. Đóng hàng này. Rất là nhiều những lớp ni lông, lớp màng căng để bảo vệ những sản phẩm âm thanh như thế này. Vừa để chống nước, vừa để bảo vệ này. Rất là chắc này, bám rất là chắc vào thùng này. Nên là hàng được gửi đi kể cả xa hay gần.
rất là nhiều những kiện hàng được gửi từ Bắc vào Nam, hay là những kiện hàng được gửi quanh miền Bắc này thì bên em đều đóng rất là kỹ nhá. Hàng đến tay các bác thì các bác được kiểm tra hàng trước khi thanh toán, nhận hàng, đúng chất lượng thì các bác thanh toán. Bác nào đang quan tâm gì về những mẫu sản phẩm hàng nhập khẩu, hàng mới hay là những cái sản phẩm hàng bãi của Hoàng Hà thì có thể liên hệ trực tiếp đến Hoàng Hà Âu Đô qua số điện thoại 0967 345 155 để có thể đặt hàng ngay nhá. Vâng, và xin chào toàn thể các bác.